Chào mừng các bạn đến với video clip hướng dẫn thiết kế trang web vnexpress.net bằng PHP MySQL. Đây là những bước mình sẽ đi qua. Bao gồm 30 clip tất cả. Tôi đứng ở bước thứ nhất để chuẩn bị tạo site, tạo cơ sở dữ liệu và tạo kết nối cơ sở dữ liệu. Thì bạn tiến hành chuẩn bị như sau. Folder source của bộ DVD này. Các bạn copy folder khoa phạm.vn. Sau đó các bạn di chuyển vào đường dẫn mặc định của con SAM. Ví dụ máy tôi sẽ là C SAM htdocs. Đây là đường dẫn mặc định khi mà bạn cài SAM. Có thể máy của bạn là OD, OE hoặc OF, nhưng mà khi bạn cài default thì là OC. Đúng rồi, là htdocs. Rồi, bây giờ tôi task folder khoa phạm.vn vào đây. Tôi có chuẩn bị sẵn cho bạn cấu trúc cái site của mình. À, bước số 1 là mình tạo dán folder khoa phạm bên nào. Bước số 2 là bạn có thể mở Dreamweaver lên. Tiến hành mở Dreamweaver. Và bạn đừng quan tâm cái site nào đang hiển thị bên đây. Mình sẽ tạo cái site mới, mình trỏ vào khoa phạm.vn. Vào site, new site. Và là site, new site để tạo site mới. Site name khoa phạm.vn. Local site thì các bạn lưu ý là bấm browse, chọn đúng đường dẫn của mình. Tôi đi từ đầu. OC SAM htdocs khoa phạm.vn. Và các bạn chọn select. Thì đường dẫn mặc định nó sẽ phát sinh ra dưới đây cho mình. Đó là cho một site. Các bạn di chuyển xuống server, click dấu cộng. Server name các bạn khai báo là localhost. Connect using các bạn khai báo là local network, vì lý do là trang web mình đang nằm ngay dưới máy tính của mình. Và server folder thì các bạn di chuyển đúng tới khoa phạm vn, select c sam htdoc khoa phạm vn. Và tiếp theo là quan trọng nhất là web url thì các bạn khai báo là localhost suyệt khoa phạm.vn suyệt. À, rất quan trọng bước này. Tại vì khi mà bạn nhấn F12 bạn chạy ứng dụng á, thì hệ thống sẽ load đường dẫn này ra. Nên là bạn sai đường dẫn này thì nó sẽ không chạy được. Localhost suyệt khoa phạm.vn suyệt. Rồi, sai lại. À, check vào testing và chọn save. Và nếu bạn nhìn qua bên phải, bạn thấy nó xuất hiện ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 folder và file index.php là bạn đã làm chính xác. Đây là bước tạo site. Bước tiếp theo là tôi sẽ tạo kết nối cơ sở dữ liệu. Thì bạn thấy nhìn qua trang index.php, đây là trang quan trọng nhất, cái này sẽ chạy. Thì hiện tại nó chỉ là mã HTML và CSS cơ bản thôi, chưa có mã PHP nào hết. Đây là trang tỉnh. Mình có thể dùng HTML và CSS để làm. Và tôi muốn bỏ bớt thời gian mình làm CSS ra để mình tập trung vào PHP. Thành ra tôi chuẩn bị sẵn cho bạn cái sườn của HTML và CSS. Bây giờ bước tiếp theo là bạn sẽ tiến hành tạo kết nối cơ sở dữ liệu bằng cách như sau. Thống nhất là kết nối cơ sở dữ liệu, mình sẽ tạo một cái folder riêng. Các bạn click phải và size, chọn new folder. Đặt tên là lib, viết tắt của từ library. Trong lib, các bạn tạo một cái file riêng để dành chứa kết nối cơ sở dữ liệu, đặt tên là dbcon.php. Các bạn mở file này lên. Dbcon. Xóa hết tất cả gì nó có và bạn sẽ khai báo kết nối cơ sở dữ liệu. Trước tiên là hàm MySQL Connect. Mình sẽ khai báo thông số là server name localhost, username là root và password là rỗng. Bạn để hai dấu nháy đôi liên tiếp nghĩa là rỗng, không có mật khẩu. MySQL select db nghĩa là mình sẽ tiến hành mình chọn database mình cần. Tí nữa mình sẽ quay lại và mình chọn database, tại vì hiện tại database mình chưa có tạo. Hàm thứ ba là mình sẽ MySQL query set names UTF-8. À, vì lý do là database mình có dấu tiếng Việt, thành ra là bạn gọi query set name UTF-8 để tiếng Việt thì tốt. Bây giờ còn lại là cái database, thì tiến hành tạo database như sau. Các bạn mở trình duyệt web lên,
gõ localhost duyệt PHP Admin hoặc localhost không cũng được. Và màn hình SAM hiển thị thì các bạn nhìn qua cột bên trái, các bạn chọn PHP Admin. Thì đây là những database đang có. Và ok, bây giờ tôi muốn tạo database mới thì các bạn chọn vào New để mình create database. Thì tôi muốn database mới tên là Khoa Phạm Training. Tôi sẽ tạo database tên là Khoa Phạm Training. Create. Rồi, thì hệ thống báo là database đã được tạo. Thì bạn nhìn qua bên trái, bạn thấy Khoa Phạm Training tôi mới vừa tạo và hiện tại chưa có bảng nào hết. No tables found in database. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ import dữ liệu mẫu bằng cách như sau. Các bạn chọn ngay Khoa Phạm Training bên trái, bên phải chọn vào tab Import, bấm Browse và di chuyển Desktop Folder Shooks VN Specials. Trong đây tôi có để cho bạn cái file tên là Khoa Phạm Training.sql. Các bạn chọn file Khoa Phạm Training.sql, Open, kéo xuống chọn Go. Rồi, và hệ thống nếu báo import has been successfully finished là bạn làm chính xác. Và bạn nhìn qua bên trái, đây là database của mình. Và đây là các cái bảng dữ liệu mình đang có. Và như vậy, database tôi vừa mới tạo tên là Khoa Phạm Training. Thì các bạn sẽ copy cái tên database của mình và quay lại file dpcon. Các bạn bổ sung lại tên database. Và như vậy là tôi vừa tạo kết nối vào server với database là Khoa Phạm Training. Bước tiếp theo, các bạn quay về trang index qua bên code ngay đầu trang dòng số 1 trên cùng. Các bạn có thể mở một thẻ PHP và ở đây mình sẽ khai báo cái nó có dữ liệu bằng cách dùng hàm require. Và bạn lưu ý là mình đứng từ index mà bạn muốn thấy được dbcon thì bạn phải đi vào folder lib mới thấy được nó. Như vậy mình phải khai báo từ folder trước, lib duyệt dbcon .php. Và cuối cùng là bước kiểm tra. Kiểm tra bằng cách là đứng từ trang index.php, bạn nhấn phím F12. Và nếu trang web load ra đường dẫn là localhost Khoa Phạm VN Index là chính xác và bạn thấy là hệ thống không có lỗi. Không có lỗi như vậy chứng tỏ là connection của mình đã kết nối thành công. Và hiện tại là bạn chỉ thấy trang tỉnh thôi. À, như vậy là tôi vừa tiến hành qua các bước. Thứ nhất là mình tạo folder Khoa Phạm VN trong htdocs. Bước số 2 là mình tạo site trên Weaver. Và bước số 3 là mình tạo kết nối kho dữ liệu và database tên là Khoa Phạm Training.